Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hệ thống phanh ABS mới sắp được ra mắt để độ lên cho Quinner 1/10 cái bản cũ, Exciter 135, Exciter 150. Trong cái thời buổi chạy đua công nghệ trên các dòng xe máy hiện nay, ngoài những cái tính năng hiện đại như cái đèn pha dạng LED, đồng hồ full LCD hay động cơ mạnh mẽ ra, thì hệ thống phanh ABS đang được rất nhiều anh em chơi xe quan tâm và đòi hỏi. Chính vì thế, thương hiệu nổi tiếng XR đến từ Đài Loan đã hẹn sẽ ra mắt một cái bộ phanh ABS 2 kinh để độ lên những dòng xe như Quinner 1/10 phiên bản cũ, Exciter 135 hay là Exciter 150. Các công nghệ phanh ABS sẽ cho khả năng chống bó cứng phanh khi giảm tốc bất ngờ hoặc khi chạy tốc độ cao. Chức năng này là khá hữu ích và đầy cái tính an toàn, thường được trang bị trên những dòng xe mô tô không có lớn, cao cấp. Còn trên những cái dòng xe nhỏ hiện chỉ được các nhà sản xuất áp dụng trên một số mẫu xe như SH 1/10 300i được trang bị hai kinh, Quinner X, NVX, SFMOD v.v. chỉ được trang bị một kinh trước. Trong khi những cái dòng xe con tài như Quinner 1/10 bản cũ, Exciter 135 hay là Exciter 1/10 thì vẫn chưa được tích hợp cái công nghệ an toàn này. Chính vì nắm bắt được yêu cầu cần thiết của những dân chơi xe mà thương hiệu XR hứa hẹn sẽ cho ra mắt một bộ phanh ABS với cái tên gọi MacQuick của cho công ty Anlin nghiên cứu và sản xuất. Hệ thống phanh ABS trên cả hai kinh trước và sau, ưu tiên hỗ trợ cho ba dòng xe phổ thông hiện nay là Quinner 1/10 cái bản cũ, Exciter 135 và Exciter 150. Đồng thời họ còn sản xuất tích hợp cho các dòng xe tại thị trường châu Á và châu Âu với EQ và đĩa tự được canh chỉnh chuẩn cho các dòng xe. Sản phẩm được nghiên cứu và trang bị sẵn các feedback mắt đọc phù hợp cho ba cái dòng xe kể trên để dễ dàng thao lắp sử dụng mà không cần phải tốn kèm một cái chi phí phát sinh nào, rất là tiện lợi, nhanh chóng và độ chuẩn xác sẽ cao hơn rất nhiều. Phần đọc, cái phần đĩa đọc ABS đi theo cái bộ Navi sắp đi theo một cái bộ là SmartV sắp được ra mắt này sẽ hướng tới ba cái dòng xe chính là Exciter 135, Exciter 110 sử dụng cái mâm xin hoặc độ cái mâm 1.6 đến 1.85, chạc Quinner 110 cái bản cũ đi mâm xin hoặc độ cái mâm 1.6 đến 1.85 mà không cần chế thêm một cái chi tiết nào. Còn các dòng xe khác vẫn thể dùng cái bộ phanh ABS này nhưng phải tự chế lại cái bộ đĩa đọc cho phù hợp nhất. Dự tính sắp tới sẽ có những cái bài giới thiệu tốt hơn về cái sản phẩm này đi kèm theo giá bán. Anh em chơi xe hãy chờ đợi và cùng theo dõi những clip tiếp theo từ chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.